khi bạn yêu một người. Bạn có thể hy sinh tất cả những thứ hơn cả bản thân bạn, hơn bất kỳ hình mẫu nào trên đời. Vượt qua mọi rào cản, luôn tại hình ảnh về người đó trong đôi mắt, hiện những nơi trong suy nghĩ một ngày, mọi khoảnh khắc. Bạn biết đi về nhà sớm hơn để gọi một cuộc điện thoại, luôn càng đứng vững trước những khó khăn thực tại, với một cảm giác ấm áp từ phía sau tay lại. Và chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Bạn đã thấy thế giới này thực sự thay đổi, vấp ngã trước những kỷ niệm đẹp đã từng còn đánh đổi. Cả tương lai cho những khoảng thời gian trước đó trong mơ, thấy lại tất cả những thứ đã diễn ra khi bạn phải tự tắt đèn phòng, nằm nhìn vào điện thoại cả ngày, vô đến nó khi nó mới đổ hồi chuông thứ nhất với một cảm giác hụt hẫng. Khi đó không phải là cô ta. Mọi khoảng cách đều có thể rút ngắn lại khi trong trái tim bạn luôn hiện hữu một nửa lúc.